Xin mời bé Tô Ngọc Ý. Làm cho tất cả danh hài luôn cho tôi thấy cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng nhẹ nhàng không ngừng cười. Làm cho tất cả... Con chào cô Á Xanh có cặp mắt long lanh. Dạ con chào chú Áo Đỏ có cặp mắt nho nhỏ. Con chào cô Áo Trắng có cặp mắt xinh xắn. Dạ con chào cô Áo Vàng có cặp mắt mơ màng. Dạ con chào chú Trắng Thành có cặp mắt hiền lành. Dạ con chào chú Trường Giang có cặp mắt chứa chan. Dạ con chào chú Ngô Kiến Quê có cặp mắt từ bi. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Ê ơi, Quý ơi, em lên trên núi rồi. Em lên rồi. Còn ví dụ như chú Giang hỏi là con chào chú Khương Dừa thì sao? Con dạ con chào chú Khương Dừa không. Có cặp có gì? Mắt sao? Con cũng không biết. Không vô dần được. Còn không vô dần, không có mắt nào dần được. Ừ ha. Chào chú Khương Dừa với con mắt. Khó dữ khó à, chuyện này khó, dạ, khó. Nha vừa gặp mắt răng cưa ví dụ vậy răng cưa không vô phải dần ừa phải nhấu với quyền mới vô. Ờ đúng rồi, chào chú Khương Dừa với ánh mắt lọc lừa. Rồi giờ chào chú Chí Tài với ánh mắt sao? Dạ con chào chú Chí Tài có cặp mắt hài hài. Chào chú Hoài Linh với ánh mắt gì? Trời ơi chữ in nhiều dần lắm. Dạ con chào chú Hoài Linh có cặp mắt xinh xinh. Đó dễ. Vậy chào chú Anh Đức với mắt gì? Không cần mắt con mình chỉ qua cái miệng cũng được. Ừ. Chào chú Anh Đức có cái miệng như như gì? Như gì? Như gì nói đi. Chào chú Anh Đức có cái miệng như. Dạ như. Như mức được đó như mức 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 đúng rồi thấy không dễ thương hai đứa dáng lạ quá à. Sao giờ sao nè hai đứa là như thế nào của nhau vậy? Dạ chị em bạn gì rồi à, cái gì cái gì con chị là em nói, bạn gì nói chị con hả? Dạ ờ hết rồi. Rồi hai đứa công tác ở bệnh viện nào nè? Bụng đột lưu trắng nè. Hay là còn đang đi học? Dạ, đang đi học. Rồi, hôm nay mình thi mình có đạo cụ gì đặc biệt không? Hay là mình có trợ diễn gì không? Dạ, có chuẩn bị sẵn. Có chuẩn bị sẵn. Có cần mình trò chuyện thêm một chút cho thoải mái không? Dạ, thi luôn. Thi luôn ha. Rồi, thi đi, ráng dẹo cho tôi vui đi. Rồi, lỡ rồi nha. Rồi, mời hai con vào vị trí nha. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Khách bệnh phải không? Có thắc mắc không? Không hả? Hèn gì mắt có một mí một. Ông nội bác sĩ đâu rồi? Da khắp bệnh cho người ta kìa. Trời ơi. Ôi đất ơi. Khám bệnh phô mắt có cắt không? Không ba, hả? Ba, miếng này con mới dục rồi ba. Ba dục miếng khác đi. Coi bộ cỡ này béo dữ lắm rồi đó nghe. Không ngờ người Hàn Quốc mà cũng có người thích ăn thịt kho hột vịt nữa. Đã găng tay. Đây bác sĩ. Trời ơi sao đưa găng tay này? Ngạo qua bác sĩ xài găng tay này mà. Tào lao 246357. Hôm nay thứ tư là tôi khám người. Còn ngày hôm qua là tôi khám heo. Chết già tôi quên. Thôi bỏ đi. Mời bệnh nhân ngước mặt lên. Ý thánh thần ơi. Gì vậy bác sĩ? Y tá Kim. Đây mà chi vậy bác sĩ? Trời ơi, ông nội nào chứ ác. Hết nhỏ... thời gian à. Gì vậy trời? Gì đè tôi ra khám vậy trời? Cái bà kia muốn ăn cả thế giới luôn á. Mà thái độ hà. Ờ, cái mặt nó biểu cảm dễ sợ. Ông nội bác sĩ đâu rồi? Da khắp bệnh cho người ta kìa. Trời ơi. Ôi, đất ơi. Thí dụ đi ai mà mượn tiền con không trả con nói làm sao? Con rầy người ta con rầy làm sao? Chữ sao? Thử coi giờ chú Giang mượn tiền không trả là chữ đi thí dụ bạn con đó. Thử coi. Bây giờ tôi không trả bà làm gì tôi? Không trả thôi. Chừng nào có tiền thì trả tôi. Trời ơi. Bà xuống kèo dưới luôn rồi. Trời nợ kỳ á. Không chừng nào có tiền thì trả. Bây giờ có tiền con không trả bà làm gì nhau? Thì đánh lộn nhau.
làm gì mà thái độ dữ vậy? Mượn tiền thôi mà làm gì thái độ dữ vậy? Mượn tiền ta mấy năm không trả rồi, anh ta dặn đúng rồi. Tôi mượn giùm Ngô Kiến Huy chứ bộ. Chữ Ngô Kiến Huy kìa, chữ tôi chi? Chữ nói cho chữ tôi chi? Ai biểu mượn tiền giùm mình chi? Đúng rồi đó bà. Bà phải chửi cái người mượn tiền giùm đó. Rồi, cảm ơn tụi con. Xin mời thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế tôi há mồm. Làm cho tất cả danh hài. Trời đất ơi, hai vợ chồng sắp có baby trời. Để nói đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến anh Trường Giang, anh Trấn Thành, anh Ngô Kiến Huy cùng quý vị khán giả có mặt cho trường quay hôm nay ạ. Trời đất ơi, ta nói bầu bì không để bà đẻ, lôi bà lên đây làm chi vậy trời? Dạ, tại vì anh mê quá. Sao mà chiều chồng mới vậy? Tại năm mùa thứ ba là anh đi thi rồi, nhưng mà cách tin đó là do như vậy sao khóc? Rung rung mà sao khờ méo? Dạ không phải, cái anh mê quá, xong mình mùa thứ ba có bé nhỏ 1 tuổi rưỡi, ảnh từ Bình Dương về tới Cần Thơ, ảnh thi ảnh mê quá. Ủa là sao? Về casting đó. Về Bình Dương cast, Bình Dương xuống Cần Thơ casting. Dạ. Ủa sao không casting Sài Gòn? Dạ casting Sài Gòn gớt, bị gớt nên xuống Cần Thơ. Wow. Hên đó, chứ không ra Hà Nội casting luôn á. Dạ không, với lại mùa trước em cũng có thi rồi, nhưng mà tới mùa này em tập tới bạn cái tới vô phòng casting cái à con tao về về à buồn ngủ quá thôi tao về cho ngủ, xong em hốt bầu đi luôn. Tức là có nghĩa là bạn là cựu thí sinh đó đúng không? Dạ không có, mấy có à chút chút cựu hả? Chút chút cựu. Rồi bà vợ sắp sinh chưa? Dạ em bầu 4 tháng hả? Cái gì? 4 tháng. 4 tháng sao nhỏ vậy? Không, con gà nên nó to. À là ủa đứa thứ hai hả? Dạ. Tại đứa đầu tiên là Nam, nay được 4 tuổi rồi. Này tính cho đi mà sợ nó vô đây nó quậy rồi thi không được thì... Đúng rồi. Không có tiền mua sữa nó thôi khỏi. Rồi. Dạ. Mà có vẻ hai người yêu nhau nhờ. Dạ, từ năm 2013 là em kết hôn, năm nay được 5 năm rồi, nhưng mà hai vợ chồng chưa bao giờ mày tao. Chưa bao giờ thay đổi gì đúng không? Chưa. Có gây lộn gì lớn không? Không. Từ nói chung ra là vợ chồng thì sẽ có xích mích. Nói là gây lộn rồi đốt nhà. bà hung dữ quá. Không đâu anh, em hiền lắm. Bà hiền. Em hiền quá. Đúng rồi, cái đoạn mà bà hốt cho nhà lại bà hiền rồi đúng không? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ủa mà là thương nhau là không có gây lộn gì lớn đúng không? Chị đã nói rồi. Dạ nói cho nhau mà dễ nghe bỏ thôi. Qua. Dạ. Tại vì thấy hai bạn mà sinh đứa thứ hai mà nắm tay nhau chặt vậy là thấy cưng nhau quá trời. Không có, tại rung nắm chặt kia với bình thường dục phải không à? Tại rung á. Không có đâu, em đâu có dục anh đâu, em làm vậy nè. Hùng cái đi, hùng một cái đi cho tôi thấy. Do em đi làm công ty á, hai vợ chồng ngày trước cũng làm công ty rồi em hay bệnh á, rồi ảnh là nghỉ làm công ty rồi ảnh chạy xe ôm mà. Không có thời gian nhiều ha. Dạ, nhiều lúc thì có thời gian thì anh ơi chở em đi chơi đi. Nên vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Chở đi chơi đi mà phải cái là cái mặt đó. Anh ơi chở em đi chơi đi. Cái mặt mà ghê vậy bà. Chở đi chơi mà gian quá trời gian à. Quan trọng chữ cuối á. Chơi đi. Thôi được rồi, thi đi. Dạ. Dạ cho em mượn đồ cụ ạ. Trời giá trời vui chứ tôi thấy hai chồng cưng quá. Thời gian 60 giây bắt đầu. Em coi cái gì ạ? Em coi Hà Trường Giang với anh Trấn Thành. Tắt liền, nghĩ sao em sắp sanh mà em đi coi Hà Trường Giang với Trấn Thành. Nhưng mà em mê hai ông này lắm chứ bộ. Em không nghe người ta nói hả? Phụ nữ mà trước khi sanh coi người nào thì sẽ giống người đó. Em cũng có coi Hà Trấn Thành rồi, ăn bạc mạng. 11 con mình đẻ ra, tiền đâu nuôi nó ăn. Nhưng mà em mê quá rồi làm sao anh ơi? Anh muốn con mình á, sinh ra á, là phải đẹp như Hằng Nga, ha? Da trắng như Ngọc Trinh,
xinh như Sơn Tùng chứ không có lùng như nghệ sĩ Trường Giang. Trời, anh nói em mà ta chân em mũng rủng luôn rồi đó. Thôi bây giờ á, em vô nghỉ đi, anh có đặt cho em phòng chờ thương gia ở trong kìa. Ủa vậy luôn á hả? Rồi đi vô nghỉ. Thôi, nhưng đi. Nhưng mà em mê quá rồi anh ơi. Đi vô, mê cái gì thì mê ha, vô phòng chờ thương gia đi, nằm đi rồi. Vậy thôi anh chọc cho hai ông này cười đi, rồi mình lấy tiền mình về, em vô ngủ luôn. Thôi đi vô ngủ đi, không có cười đâu, quẹo phải vô. Thời gian đã đơn giản thôi hả? Tại vì em muốn này vui nhẹ, không vui mạnh, vui nhẹ. Như là có cái gì khác ngoài ghẹo Trường Giang lùng không? Tôi thấy Trường Giang cũng đâu có lùng lắm đâu. Mẹ sao làm về thông báo toàn thể thế giới nha. Hơi lùng thôi chứ không phải là quá lùng để mà phải ghẹo như vậy. Cảm ơn hai vợ chồng bỏ việc rồi khó khăn lắm đi đứng mà cũng đến đây là vì yêu quý chương trình, đó là cái điều rất là cảm ơn. Nhưng mà cái gì nó cũng khó cười quá. Thôi hẹn lần sau nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng.